Ê, cản trở luôn. Nói chung là cái cây điện này nó phát huy rất là hiệu quả nha các bạn, bắn rất là cực kỳ luôn á. Quá xá cho đông người zombie tới nè, đặt cây bạc vô đây cho nó bạc bạc mấy con này bớt rồi. Ui dồi ôi, quá thế luôn rồi. Rồi, ok, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình vô cái đu re nè các bạn. Ở cái level trước thì hai cái bình lương nhiên của mình quá xá lâu mù cho nên cái video nó kết thúc hơi ngắn các bạn ơi. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cái level mới nha. Đó là cái video mới nè. Hôm nay mình sẽ không có chơi cái level mới mà mình sẽ chơi cái sự kiện nè, play event nè. Coi có gì đặc biệt không. Đợt trước thì mình cũng đã chơi hết lần rồi. Bây giờ mình sẽ vô mới lại coi có gì đặc biệt hơn nữa không nha. Rồi mời các bạn xem video của mình nha. Chọn vô thôi. Vẫn là biểu tượng quen thuộc. Cái gì đây? Hino Undertale. Còn tình yêu đi. Nói chung mình dốt tiếng Anh lắm các bạn ơi. Bạn nào biết cái chữ đó là cái ý nghĩa như thế nào thì nhờ các bạn bình luận với mình phía dưới nha. Ok. Rồi thấy rồi. Đây, zombie bong bóng nè. Này là cục đá màu xanh. Đây, cái đó là cây quạt. Để nó đi từ từ Phúc ơi. Dường như là con zombie nó không được đi tới cái hàng màu xanh này thì phải đó. Theo mình đoán là vậy. Ui trời ơi, sao con này không nhúc nhích gì nó hết vậy? Cản nó lại, nguy hiểm quá. À, cục đá hôm nay nó không còn màu đất nữa mà nó là màu xanh rồi các bạn ơi. Cục đá bữa nay đổi màu rồi. Yeah. Thổi cái con này coi. Chơi dịch đâu chạy lý lý luôn nè. Thầy ơi, chưa chân nó con vịt nó chạy ra rồi thì là đau lòng. Chưa gì hết là con vịt nó chạy ra rồi tùm lum hết trơn rồi kìa. Rồi 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 rồi. Ôi trời ơi. Quá là nguy hiểm các bạn ơi, chỗ nó gấp luôn cái cây của mình luôn rồi. Ôi rồi xong luôn. Hú hồn à. Trời ơi, zombie khổng lồ tới mà mình không có vũ khí gì cho nên sao tiêu diệt nó đây. Ủa chân bơi. Nói chung cái event này nó ra hơi lạ các bạn ơi. Để nó tấn công quyết liệt cho mình không có gì cho nó phòng thủ. Nếu đưa vàng ra cũng không thể nào thắng nổi cái màn này cho nên chắc cái màn này mình xin thua các bạn ơi. Ok, thua các bạn ơi. Con vịt nó vô nó nhà mình, nó ăn nhà mình rồi đó. Nó ăn bộ não mình luôn rồi. Nhưng mà để mình chơi lại thử coi sao nha. Ok, cái gì đây? Nó không cho mình chơi lại các bạn nào, giờ mình sẽ thoát ra thôi. Nói đây, một đứa nói tới đứa kia. Nhưng mà bà ba nhỏ mà nó vô nhà mà nó ăn bộ não mình hả? Nó ăn bộ não mình thua rồi. Thôi. Não thua rồi. Tưởng vô cái event có gì đặc biệt nhưng mà cái đó nó chơi hơi khó, nó ra vũ khí ít quá. Rồi vậy thôi bây giờ mình sẽ tiếp tục cái level 20 nha các bạn. Bơi nhỏ, nhưng mà bay nhỏ màu sắp qua mà với chùm mày hả? À, còn có mười mấy mục nữa là mình sẽ diệt chùm rồi đó. Cửa này tổng là 31 cái là mình sẽ diệt chùm đó. Bơi ba hồi sau dễ dùm nhanh vậy. Ừ, diệt chùm ba mươi mấy cửa thôi mà mình nó diệt chùm mà nhanh vậy. Mình mới đi có cửa 20. Còn tới còn tới là 11, 12 cửa nữa. Rồi ok, let's go các bạn ơi. Bấm thì bấm lẹ lên, không chỉ bấm mà bấm rồi lại nhăn, lần nào cũng vậy hết. Rồi, nghĩ gì thôi, nghĩ đi. Quá lu bu các bạn ơi. Hai bình luận viên lúc nào cũng lu bu hết. Đứa thì la làng, đứa thì dành bấm tới hồi coi. Cho bấm thì không chỉ bấm, mà bộ hơn nó bấm thì lại nhăn, không biết sao mới vừa lòng nữa cho nên thôi. Ê da, quá xa à. Chết. Thêm một cây đậu nữa coi. Vũ khí đâu cản lại luôn. Cho con đấm bóc này nè. Ê trời ơi, đặt lộn rồi các bạn ơi. Ôi giời ơi. Một khi đặt lộn thì thật là nguy hiểm đó hả.
chết rồi, zombie nó đi tới đây rồi, cho nó một cú đấm đi. Hai con zombie được trùng trùng, ấy trời, cái con này nó giết mình đi luôn hả? Chết bà không? Nó giết mình luôn rồi. Yeah, nó giết mình mà không kịp rồi. Nhờ một bụng hồi ba đây quay mạng nữa. Hy sinh một cái vàng đi. Nhờ một bụng hồi ba đây quay mạng nữa. Rồi. Nhờ làm mình suy sinh hết 800 vàng các bạn ơi. Quá là nguy hiểm. Đó, 800 vàng của mình tuy là nó hơi phí nhưng mà nó rất là hiệu quả đó các bạn ơi. Mình đã bảo vệ được còn cái chiếc xe của mình không thôi mình đã bị tiêu rồi. Mua cái hốc cây mà chưa kịp xài nữa đây. Mua cái đậu để vô. Cái gì vậy Tàn? Đây, hốc cây nữa đây, thêm cái đậu nữa đây. Ê, cản trở luôn. Nói chung là cái cây điện này nó phát huy rất là hiệu quả nha các bạn. Bắn rất là cực kỳ luôn á. Quá xá cho đông rồi, zombie tới rồi. Đặt cây bạc vô đây cho nó bạc mấy con này bớt coi. Ui dồi ôi. Quá thế luôn rồi. Ôi dồi trời, nó tấn công liên si hồi. Liên hình bích luôn. Cho cái điện giật này tăng tốc độ đi, cho thành bộ xương hết luôn. Hiện tại còn một con zombie nữa đang vác cái ba lô kìa, nhưng mà nó cũng đã bị cháy đen luôn các bạn ơi. Vậy là mình đã chiến thắng cái level này rất là đơn giản luôn các bạn ơi. Nó cho được cái bông hay gì nè, biểu tượng nó cái bông hoa hướng dương nè. Nói chung cái level này mình thiệt hại 800 vàng các bạn ơi. Do tình hình quá nguy kịch cho nên sẽ sử dụng 800 vàng để bảo vệ cái level của mình nha. Ok. Rồi, chắc có lẽ mình sẽ kết thúc video đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Nếu bạn nào chưa subscribe kênh thì nhớ subscribe kênh để theo dõi các video kế tiếp nha. Rồi, ok, bye bye.